chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô TV. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và thông báo hình quả chuông để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức ô tô hot nhất trong ngày. Bản giá xe Lexus tháng 9 2019 mới nhất hôm nay. Thưa quý vị, mẫu xe ES 250 2.5 lít 6 AT, công suất và mô men xoắn là 181, 235, giá tháng 9 2 tỷ 499 triệu đồng. GS350, 3.5 lít 6 AT, 382, 378, 4 tỷ 390 triệu. GS Turbo, 2.0 lít 6 AT, 241, 350, 3 tỷ 069 triệu đồng. LS500, 3.45 lít 10 AT, 382, 493, 7 tỷ 080 triệu đồng. LS500H, 3.45 lít 10 AT, 382 493, 7 tỷ 710 triệu đồng. NX300, 2 lít 6 AT, 234 350, 2 tỷ 510 triệu đồng. RX200T, 2.0 lít 6 AT, 234 350, 3 tỷ 060 triệu đồng. RX350, 3.5 lít 6 AT, 274 346, có giá là 3 tỷ 990 triệu đồng. Tiếp theo là phiên bản RX 350L 3.5L 6AT 295-370, giá là 4 tỷ 090 triệu đồng. RX 450H 3.5L 6AT Hybrid 315-335, 4 tỷ 500 triệu đồng. RC Turbo 2.0L 8AT 241-350, 3 tỷ 300 triệu đồng. GS460 4.6 l 6AT 292 438 5 tỷ 060 triệu đồng. LX570 5.7 lít 8 AT, 367 530 với giá là 8 tỷ 180 triệu. Thưa quý vị, Lexus là thương hiệu xe sang của ông lớn ngành ô tô Toyota. Lexus được giới thiệu tại Mỹ vào năm 1989 và nhanh chóng giành được thị phần xe sang lớn nhất nơi đây sau thành công lớn. Lexus nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng tới 68 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Trong suốt chặng đường gần 30 năm phát triển, Lexus vẫn luôn khẳng định vị thế của mình nhờ ứng dụng những tinh túy nhất của xe Toyota kết hợp với đẳng cấp sang trọng hàng đầu. Trong những năm gần đây, Lexus đã thoát ra khỏi phong cách thiết kế có phần an toàn, tạo nên nhiều đột phá mới. Ưu điểm của dòng Lexus là kiểu dáng sang trọng, thanh lịch, chất lượng xe bền bỉ giữ giá theo năm tháng. Nhược điểm của nó là ít công nghệ hiện đại hơn so với các đối thủ. Sau đây là một số dòng xe nổi bật của Lexus. Thứ nhất là Lexus LX, thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, thừa hưởng khả năng off-road tuyệt vời của anh em Toyota Land Cruiser, xe Lexus LX570 được ưa chuộng rất nhiều nơi trên thế giới, từ những dinh thự sang trọng cho đến sa mạc và chiến trường khốc liệt. Tại Việt Nam, dòng xe này không chỉ được giới thượng lưu ưa chuộng mà còn được sử dụng cho mục đích công vụ và quân sự. Ưu điểm của Lexus LX kiểu dáng sang trọng thanh lịch, trường tồn theo thời gian. Bên cạnh đó, nội thất thì sang trọng, tích hợp nhiều công nghệ giải trí cao cấp, động cơ V8 mạnh mẽ, khả năng vượt địa hình ưu việt, ít bị khấu hao giá trị theo thời gian, bền bỉ như Toyota. Nhược điểm giá thành đắt so với đối thủ, phong cách thiết kế hơi dài dặn. Tiếp theo là dòng Lexus rx Đây là dòng xe crossover cỡ trung lần đầu được ra mắt vào cuối 1997 với tên gọi khác là Toyota Harrier tại Nhật Bản. Đây là mẫu xe Lexus tiên phong trong sự cải tiến thiết kế đem đến một cái nhìn mới, hiện đại, trẻ trung hơn tới thương hiệu xe sang này. Mẫu crossover 5 chỗ đang được Lexus tính toán bổ sung thêm phiên bản 7 chỗ trong thời gian tới đây. Ưu điểm thiết kế trẻ trung sang trọng, nội thất sang trọng, tích hợp nhiều công nghệ giải trí cao cấp, động cơ mạnh mẽ, ít bị khấu hao giá trị theo thời gian. Nhược điểm là kích thước lớn nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi. Và thứ ba, đó là Lexus LS là dòng sedan hạng sang khá được ưa chuộng tại Việt Nam. Trước đây thì LS 460 là phiên bản chủ lực của mẫu xe Lexus LS, nhưng đến nay đã nhường chỗ cho LS 500h. Lexus LS 500h 2018 vừa được ra mắt tại thị trường Việt trong 2017 là sự phá cách hoàn toàn trong thiết kế sedan hạng sang của thương hiệu Nhật. ưu điểm là kiểu dáng sang trọng lịch lãm, bền bỉ ít khấu hao giá trị theo thời gian. nhược điểm ít công nghệ hiện đại hơn so với các đối thủ của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kênh truyền hình ô tô TV. Hãy ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.